Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Trong video này thì chia sẻ đến mọi người một cái sự kiện đến từ nền tảng của sàn Bitget, đó là ăn chia tổng giải thưởng 50.000 cái đồng BGB, đó là cái đồng token sàn của sàn Bitget nhé, và 3 triệu cái đồng token SHIB-M. Thì chi tiết cái sự kiện này như thế nào thì mọi người xem kỹ video nhé. Ok, thì đây chính là cái sự chi tiết sự kiện này, đó là mời bạn bè để chia sẻ quỹ thưởng 50.000 BGP và 35 triệu có đồng ship chứ không phải là 3 triệu đồng mình nhập. Thì cái sự kiện này nó sẽ chỉ dành riêng cho các member tại Việt Nam đó. Thì thời gian diễn ra sự kiện này nó đã bắt đầu từ 00 giờ ngày hôm nay, tức là ngày 17 tháng 11, và nó sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 11. Thì để tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người cần phải biết qua cái quy định của nó nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ phải bấm vào cái đăng ký sự kiện ngay cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn tham gia ngay. Rồi mọi người sẽ cần phải đăng nhập vào sàn nhé. Mọi người cần phải đăng nhập vào tài khoản và sau đó bấm chọn tham gia ngay cho mình. Và như vậy là mọi người đã đăng ký thành công nhé. Thì đường link đăng ký tài khoản cũng như video hướng dẫn đăng ký và KYC mình có để dưới phần mô tả. Những ai mà chưa đăng ký hãy đăng ký ngay cho mình một tài khoản và xác minh KYC để tham gia vào sự kiện này nhé. Rồi ok, sau khi đăng ký tham gia vào sự kiện thì mọi người sẽ tham khảo qua. Thì đây là cái sự kiện 1 này, là mời bạn bè đăng ký tài khoản để có thể nhận tới 50 BGB. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện, tức là từ ngày 17 tháng 11 cho đến ngày 23 tháng 11, thì mọi người sẽ chia sẻ cái đường link liên kết của mọi người cho bạn bè của mình, và bạn bè sẽ hoàn thành cái việc KYC để nhận được là 50 cái token BGB này. Đó, thì nhiệm vụ 1 này, khi bạn bè của bạn lần đầu nạp bất kỳ số tiền nào vào tài khoản thì cả hai bạn đều có thể nhận được là 20 BGB, tức là mọi người có thể nạp số tiền tùy ý nhé, không có tối đa và cũng không có tối thiểu. Mọi người có thể nạp 50 đô, 20 đô, đấy là tùy. Thì mọi người bấm chọn vào đây để nạp tiền nhé. Thì cái việc nạp tiền này nó rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ chọn cái đồng tiền mọi người cần nạp từ các sàn các ký khác sang cái sàn Bitget. Ví dụ như thường thì sẽ nạp là cái đồng USDT. Đó, thì mọi người chỉ việc copy cái đồng địa chỉ của cái đồng USDT từ cái sàn Bitget và sau đó chọn mạng lưới. Thì thông thường mọi người sẽ chọn mạng lưới TRC hoặc là mạng F20 thì cái phí nó sẽ rẻ nhé. Đó, thì đây là cái nhiệm vụ 1 là nạp bất kỳ một số tiền nào đó vào tài khoản. Nó không nói là phải nạp bao nhiêu, đây là mọi người có thể nạp tùy ý nhé. Rồi ở cái nhiệm vụ 2 thì khi bạn bè của bạn lần đầu hoàn thành bất kỳ giao dịch spot nào, thì lần đầu tiên người được mời hoàn thành một giao dịch spot và hai bạn đều có thể nhận được 3 BGB, tức là trong hai cái nhiệm vụ này mọi người sẽ nhận được là 50 cái đồng cấp tiền BGB này nhé. Một cái kèo sự kiện khá là ngon ăn và cái này thì ai cũng có thể làm được rồi, và với lại với cái số tiền rất là ít thôi, mọi người có thể làm tùy ý nhé, nó không yêu cầu phải nạp nhiều hay ít cả, chỉ cần nạp là đã đủ điều kiện rồi. Rồi ở cái sự kiện 2 thì mọi người sẽ nhận được là 50 BGB dành riêng cho người dùng mới, tức là trong thời gian diễn ra sự kiện này, người dùng mới đăng ký tài khoản Bitget, hoàn thành KYC và các nhiệm vụ sau có thể nhận được 50 BGB. Đầu tiên là cái nhiệm vụ 1 là khi bạn lần đầu nạp bất kỳ số tiền nào vào tài khoản, bạn có thể nhận được 20 BGB, quá ngon đúng không? Mọi người bấm chọn vào nạp tiền. Rồi đến nhiệm vụ 2 là hoàn thành bất kỳ giao dịch spot nào có thể nhận thêm được là 30 BGB. Đó, mọi người có thể thực hiện cái giao dịch spot nhé. Thường thì cái giao dịch spot thì nó yêu cầu cũng nên tối thiểu là 10 đô. Nên là khi mọi người nạp vào thì mọi người cũng lưu ý cho mình là nên nạp tầm 10 đô nhé. Tốt nhất là nạp thừa ra một chút, 10, 11 hoặc 12 đô gì đó.
Đó, thì ở cái sự kiện 3 này thì đó là giúp thăm người dùng may mắn để chia sẻ là 35 triệu ship này. Thì trong cái thời gian diễn ra sự kiện ấy, thì khi bạn mời được 5 người bạn trở lên mỗi ngày, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ 35 triệu ship. Bạn mời càng được nhiều người thì bạn càng có nhiều cơ hội. Thì nếu bạn chưa tham gia cộng đồng chính thức thì bạn đi vào nhóm họ liên kết. Thì ở đây thì mọi người có thể tham gia vào cái nhóm Telegram của Quickget để tìm hiểu và tham khảo các tin tức về các sự kiện đến từ sàn Quickget nhé. Đó, rồi ok, thì quay trở lại với sàn Quickget. Thì để nạp tiền được vào tài khoản sàn thì rất đơn giản thôi, mọi người chọn vào một tài sản cho mình nhỉ. Rồi ok, sau đó thì mọi người có thể là bấm vào nạp cho mình. Mọi người bấm vào nạp này. Thì ở đây mọi người sẽ chọn cái đồng mọi người muốn nạp nhé. Thì thông thường mọi người sẽ nạp USDT. Đó, thì ở đây nó sẽ có cái mạng lưới trôn, mạng F20 hoặc mạng Eco. Thì đây ba cái mạng này là cái phí rất là rẻ. Thì mọi người chỉ bấm chọn việc bấm vào đây. Sau đó thì sẽ copy cái địa chỉ này. Sau đó sao chép cái địa chỉ này. Và mọi người sẽ chuyển sang một cái sàn khác, ví dụ như sàn Binance hoặc ví trước ví MetaMask, bất kể cái ví hoặc cái sàn nào mà mọi người có cái đồng USDT thì mọi người sẽ gửi vào đây nhé. Đó, thì trong cái việc giao dịch thì mọi người bấm chọn vào một giao ngay cho mình. Thì ở đây thì nó sẽ có rất nhiều cặp giao dịch giao ngay, mọi người có thể lựa chọn đồng BGT, USDT hoặc là đồng BTC, đồng ETH. Đó, thì sau đó thì mọi người thực hiện một cái lệnh giao dịch. Thì thường thường thì cái giao dịch này nó tối thiểu là 10 đô la nhé. Đó, thì mọi người chỉ cần thực hiện một lần mua hoặc bán gì đó thì tùy ý mọi người. Thì mọi người đã đủ điều kiện để nhận tận 50 BGV rồi. Thì đây là một cái sự kiện khá là ngon ăn cho tất cả những người dùng cả cũ và mới nhé. Thì đó là những cái video mà mình chia sẻ cho mọi người những cái sự kiện mở cửa tại Việt Nam từ cái nền tảng của sàn Quickget. Và mình sẽ xem kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.